chương trình Tĩnh Tâm Giáng Sinh với loạt bài học Tin Tốt Lành, Niềm Vui Trào Dâng. Thân mời bạn cùng nhóm thông công dành thời gian tĩnh lặng, trông chờ, tỉnh thức và thầm nguyện. Ao ước loạt bài Tĩnh Tâm Giáng Sinh này sẽ dẫn dắt các bạn khám phá Tin Tốt Lành, Niềm Vui Trào Dâng. Bài 22 để anh em tin. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong Giăng đoạn 20, câu 30 đến câu 31. Đức Chúa Giêsu còn làm nhiều dấu lạ khác trước mặt các môn đồ mà không ghi chép trong sách này. Nhưng các việc này được ghi chép để anh em tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, và để khi anh em tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Thử hình dung điều này, giả sử như bạn là người được trưởng dưỡng trong bối cảnh nhà thờ, bạn có thể trích dẫn lầu lầu những giáo lý quan trọng của Cơ Đốc giáo ngay cả trong lúc ngủ. Hoặc có lúc bạn ngáp lên ngáp xuống khi đọc bài Tín điều các sứ đồ và khi đọc bài cầu nguyện chung. Hay có khi bạn say sưa thả hồn mình theo những bài thánh ca, thậm chí còn hát theo một cách hết lòng. Dù trong bối cảnh nào, có bao giờ bạn nhận biết trong chính mình một cảm giác hết sức mạnh mẽ về Chúa Giêsu là Đấng mà chúng ta đang tin và thờ phượng? Có lẽ bạn từng đọc nhiều câu chuyện cổ tích, những câu chuyện huyền bí, những câu chuyện kinh dị, và những câu chuyện ấy làm khuấy động cảm xúc của bạn theo nhiều cách khác nhau. Có lẽ bạn từng xem những bộ phim bom tấn làm chúng ta phải choáng ngợp trước mỗi cảnh phim, và cái ấn tượng đó còn đọng lại khá lâu. Những nhà văn, đạo diễn phim rất tài năng khi tạo nên nhiều tình tiết làm độc giả, khán giả phải khóc, phải cười, phải ngây người ra, phải bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy bất cứ điều gì gây sốc, lạ lùng, kỳ lạ và đầy thu hút như câu chuyện về sự nhập thể của Con Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đời đời. Trong Ngài phản chiếu mọi vinh quang đầy trọn của Đức Chúa Trời, bởi Ngài mà muôn vật được dựng nên, bởi lời năng quyền của Ngài mà toàn cõi vũ trụ được bảo tồn. Chính Chúa Giêsu này đã giáng sinh, Ngài đã mang lấy hình hài con người, Ngài là Giêsu người Nazareth. Lời Ngài dạy làm biến đổi cuộc đời người nghe và người tin. Việc Ngài làm mang đến sức sống mới mẻ cho nhiều người. Sự chết của Ngài trên cây thập tự đã kéo nhiều người đến cùng Đức Chúa Trời. Ngài hiện đang ngồi trên ngai bên phải của Đức Chúa Trời, cầu thay và biện hộ cho mọi Cơ Đốc nhân. Ngài sẽ trở lại trong vinh quang tột đỉnh để tiếp rước con cái của Đức Chúa Trời và hình phạt những ai không tin nơi Ngài. Và như sứ đồ Giăng đã viết, Đức Chúa Giêsu còn làm nhiều dấu lạ khác trước mặt các môn đồ mà không ghi chép trong sách này. Nhưng các việc này được ghi chép để anh em tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, và để khi anh em tin thì nhờ danh Ngài mà được sống. Bạn cảm nhận thế nào khi biết về Chúa Giêsu theo cách như vậy? Có bao giờ bạn cảm biết một niềm kính phục, xen lẫn kính sợ và đầy thắc mắc về Chúa Giêsu, Con của Đức Chúa Trời? Hãy nhớ, mọi điều được viết ra trong Kinh Thánh để chúng ta có thể tin, chúng ta có thể ngạc nhiên và tỉnh thức trước điều kỳ diệu này. Đức Chúa Giêsu Christ là Con của Đức Chúa Trời đã đến với thế gian. Câu hỏi suy ngẫm, bạn có thực sự quan tâm sâu sắc đến điều Kinh Thánh viết về Chúa Giêsu? Nếu có, điều nào về Chúa Giêsu làm cho chính bạn được thức tỉnh?
chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng hiện hữu đời đời. Chính Chúa Giêsu đã nhập thể, trở nên một con người ở giữa vòng chúng con. Chính Ngài bày tỏ lẽ thật đời đời về Đức Chúa Trời cho chúng con được biết. Chính Ngài đã đến, tìm và đưa con trở về với gia đình đời đời của Ngài. Con thật biết ơn Ngài. Xin Chúa khơi lên trong lòng con một sự tôn kính phải lẽ trước sự hiện diện của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh cứu Chúa Giêsu. Amen. Xin cầu nguyện cho chương trình và chia sẻ chương trình này cho bạn bè cùng khám phá. Tin tốt lành, niềm vui trào dâng. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình ngày mai.